chương trình Thư viện Sách Nói của Thư viện Thành phố Bắc Giang. Quý vị thính giả đang nghe chuyên mục Chuyện Cổ Tích được phát trên kênh YouTube Thư viện Thành phố Bắc Giang và trên kênh truyền hình Thành phố Bắc Giang hôm nay. Sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng các em thiếu nhi lắng nghe chuyện cổ tích Công Chúa và Hạt Đậu qua giọng đọc của Hà Luyến. Ngày xưa, có một hoàng tử muốn cưới một nàng công chúa. Nhưng công chúa phải cho ra công chúa, phải hoàn thiện, toàn mỹ. Hoàng tử bèn chu du khắp thiên hạ để kén vợ. Công chúa thì chẳng thiếu gì, nhưng nàng nào cũng có vài nhược điểm hoặc tật xấu. Thế là một ngày kia, hoàng tử đành buồn rầu trở về nhà. Đến tối, nổi lên một cơn giông tố kinh khủng, mưa ào ào như xối, có tiếng gõ cửa lâu đài. Lão vương thân chinh ra mở cửa. Bên ngoài là một nàng công chúa, nhưng mưa gió đã làm cho nàng tiểu tụy quá thể. Đầu tóc, quần áo nàng võng như nước và còn nhỏ giọt từ mũi xuống giày nàng. Nàng tự giới thiệu nàng là công chúa toàn thiện, toàn mỹ mà hoàng tử đang chờ đợi. Hoàng hậu nghĩ thầm, được, cứ để xem. Rồi hoàng hậu vào buồng ngủ thắp đèn lên và nhét một hạt đậu xuống dưới đệm giường. Sau đó ngài đặt 20 cái đệm chồng lên trên cái đệm đã đặt trước. Đấy chính là cái giường dành cho công chúa. Sáng ra người ta hỏi thăm đêm qua nàng ngủ có yên giấc không. Nàng đáp, suốt đêm tôi không chợp mắt vì nằm phải vật gì rắn rắn, thâm tím cả mình mẩy. Hoàng hậu bèn phán, công chúa, ra công chúa thật. Đây chính là nàng công chúa toàn thiện toàn mỹ. Nằm trên 20 lần đệm, nàng vẫn thấy đau vì một hạt đậu. Hoàng tử cưới nàng làm vợ và hạt đậu được bày trên một phòng triển lãm. Đến giờ vẫn vào xem được vì chưa có ai lấy đi cả. Câu chuyện không mang nhiều ý nghĩa nhân sinh to lớn, nhưng ta có thể thấy được sự nhạy cảm của nàng công chúa. Từ đó như một lời khẳng định cho sự tinh tế, nhạy cảm là đặc trưng ở những nàng công chúa thời xưa. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thư viện Sách Nói của Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao Thành phố Bắc Giang. Chương trình được thực hiện qua giọng đọc của Hà Luyến, kỹ thuật viên thu âm và nhạc đệm Thanh Bình, Trần Lâm. Quý vị thính giả yêu thích chuyện, xin truy cập vào kênh YouTube Thư viện Thành phố Bắc Giang và trên kênh truyền hình Thành phố Bắc Giang hôm nay. Thân ái tạm biệt quý vị và các bạn.